Cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, phụ nữ Lâm Đồng đã chọn hoạt động bảo vệ môi trường trong tiêu chí 17 để triển khai đến các cơ sở hội phụ nữ trong toàn tỉnh. Việc đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường không những tác động đến ý thức của chị em tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, mà thông qua việc làm hàng ngày của những người mẹ, người vợ sẽ tác động đến suy nghĩ và hành động của các thành viên trong gia đình, nhất là con em của họ, để sống có trách nhiệm với môi trường xung quanh. Là địa phương đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng được công nhận là huyện nông thôn mới. Cho đến thời điểm này, hầu hết những con đường liên thôn liên xóm đều được bê tông hóa với hai bên đường sực rỡ sắc hoa, xen lẫn với màu xanh của lá. Đã 5 năm nay, hình ảnh này đã trở nên quen thuộc và là niềm tự hào của người dân huyện Đơn Dương khi quê hương chuyển mình phát triển về mọi mặt. Đóng góp chung cho thành quả ý là sự chung tay của chị em phụ nữ trong mỗi gia đình với mục tiêu bảo vệ môi trường để hoàn thành tiêu chí 17 của chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ cái ngày phát động mà được phụ nữ của huyện cũng như là phụ nữ tỉnh quan tâm thì cái con đường này là được trồng cái hàng chuỗi ngọc, cho nên bà con cũng như phụ nữ ở đây là rất là hoan nghênh. Đồng thời là khi mà bước ra ngõ mình thấy đường rồi cây cối đồ xanh tươi thì cảm thấy trong người cũng hân hoan, nó cũng vui. Và trong cái thời gian kế tiếp thì mỗi gia đình chúng tôi thì vẫn tiếp tục là chăm sóc, tưới bón phân rồi tỉa để cho được cái hàng rào thật đẹp, để cho mọi người tới là thấy giống như là mình cảm nhận là mình đang ở trong cái thành phố Đà Lạt. Tiếp tục duy trì về giữ vững vận động chị em là cố gắng thực hiện tốt cái 19 cái tiêu chí về cái nông thôn mới, và nhất là trong đó là nó về cái phát triển kinh tế gia đình và xây dựng cái gia đình hạnh phúc. Sự miệt mài trong tuyên truyền vận động về ý nghĩa của bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng nông thôn trong hội viên phụ nữ đã được trên 167.000 hội viên hưởng ứng với sự có mặt của nhiều đoạn đường xanh sạch đẹp, hoa cỏ tốt tươi tại các vùng dân cư. Mỗi một địa phương chọn một thời điểm thích hợp để chăm sóc những con đường cho hoa nở bốn mùa. 155 mô hình bảo vệ môi trường đã làm cho trên 250 km đường liên thôn liên xã trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng thường xuyên được tôn tạo chăm sóc. 25 km đường hoa được trồng mới trong thời gian từ năm 2015 đến nay. Em thấy như trồng được đường làng đồ đẹp sạch sẽ thì cảm thấy cũng vui. Vì những cái việc làm cụ thể của phụ nữ là đăng ký tuyến mô hình tuyến đường không rác, thì chúng tôi cũng đã triển khai 5 chi hội ở trên trục lộ 721 là đăng ký tuyến đường không rác. Thì chị em cũng chấp hành rất tốt là thu gom rác thải vào đúng chiều chủ nhật và sáng thứ hai thì mới ra mang ra địa điểm quy định để môi trường người ta về thu gom rác thải. Và có mô hình 503 sạch cũng là góp phần để xây dựng nông thôn mới. Trong cơ chế thị trường mở cửa, việc ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là điều khó tránh khỏi. Nhưng nếu phát triển mà không đảm bảo môi trường sống thì cái giá phải trả không hề nhỏ. Bởi vậy, việc đưa tiêu chí môi trường và triển khai thực hiện song khắp tại các địa bàn dân cư với sự chung tay của các tầng lớp phụ nữ như một việc làm vừa có ý nghĩa tôn tạo cảnh quan môi trường, đồng thời cũng là một trong những hoạt động nâng cao chất lượng cuộc sống và mang ý nghĩa giáo dục con em của hội phụ nữ các cấp. Sự chung tay này càng làm cho cảnh quan nông thôn ở Lâm Đồng sạch đẹp, bình yên. Trong những cái đợt sinh hoạt lớn của huyện như 8 tháng 3, 20 tháng 10 hay là Ngày Gia đình Việt Nam thì tổ chức sinh hoạt từ xã xuống cái chi hội thì chị em tham gia trong những cái đợt mà phát động của ban thôn cũng như là của phong trào phụ nữ. Vì thế nên đã góp phần trong xây dựng nông thôn mới về cảnh quan môi trường theo tiêu chí 17 bảo vệ môi trường rất đạt hiệu quả. Với vai trò không thể thiếu trong mỗi gia đình, phụ nữ luôn có ảnh hưởng nhất định đến nếp sinh hoạt cũng như giáo dục con cái. Vì vậy, ngoài việc chú trọng nâng cao trình độ nhận thức cho chị em, các hoạt động của hội phụ nữ đều hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc chung tay xây dựng nông thôn mới bằng cách vận động chồng con hiến đất, làm các công trình phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng và duy trì những con đường nở hoa, làm cảnh sắc và con người thêm gắn kết để sống có trách nhiệm hơn với mảnh đất Nam Tây Nguyên này. Từ khi thuê người đấu trường đến nay, bà đã xuất bán được 4 xe phân bón với tổng trọng lượng khoảng 40 tấn. Để sản xuất phân bón trái phép, bà Trang đã thuê 6 lao động là người địa phương trực tiếp thực hiện đấu trộn phân bón và cho người canh gác 24/24 giờ.